Xin chào anh em, như vậy là mùa tuyển quân 2022 đã đến rồi. Và như hôm trước thì mình cũng nhận được một cái giấy gọi đi khám nghĩa vụ quân sự, khám sức khỏe. Và thật là mừng là mình đã vượt qua vòng đầu tiên rồi. Đấy thì các bạn cũng biết là chuyện gì sắp sửa xảy ra rồi đấy. Vì thế nên trong video ngày hôm nay mình nghĩ rằng là mình phải làm một cái điều gì đó có ích trong tổ quốc. Và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm rất phù hợp cho những anh em nào mà đang sắp đi nghĩa vụ quân sự hoặc là đang làm việc trong môi trường quân đội, kể cả là những bạn nào mà hay tập luyện thể thao ngoài trời thì sản phẩm này cũng cực kỳ cần thiết. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong video ngày hôm nay, vì đây sẽ là video cuối cùng của mình trên kênh Vật Vờ Studio trong ngày hôm nay rồi. Intro bạn ơi. Ok, và sản phẩm mình muốn mang đến cho các bạn ngày hôm nay thì nó cũng đang nằm trên cổ tay của mình đây. Đó chính là chiếc Garmin Tactic Delta Solar. Chiếc đồng hồ này thì ngay từ cái phần ngoại hình các bạn thấy là nó cực kỳ hầm hố. Và tất cả những cái ngôn từ nào mà diễn tả về sự mạnh mẽ, nam tính và manly nhất thì nó là dành ở chiếc đồng hồ này. Nó có một màu đen nhám từ viền benzen này, thân vỏ, nút bấm cho tới dây đeo. Kiểu dáng thực sự là khỏe khoắn, theo đúng phong cách quân đội. Và độ bền của nó thì chắc chắn là sẽ thách thức mọi giới hạn về thời tiết cũng như là những cái điều kiện ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Màn hình là điểm cộng đầu tiên trên chiếc đồng hồ này, bởi vì là nó được trang bị một mặt kính bằng sapphire chống trầy và viền carbon thì nói là siêu cứng luôn. Theo như nhiều trang đánh giá thì độ cứng của đá sapphire trên mặt đồng hồ này đã tiệm cận đến độ cứng của kim cương. Đương nhiên là nó không thể nào cứng ngang kim cương được, nhưng mà kim cương 10 thì cái mặt đồng hồ này phải lên đến 8. Wow, sướng quá rồi. Nhưng mà là búa sướng các bạn ạ. Đó, thì như các bạn thấy là cái mặt đồng hồ này nó thực sự là nó quá cứng. Và các bạn có ném đá này, dùng ngòi bút chọc vào hay là xe cán qua thì nó cũng hoàn toàn không thể làm sao cả. Vì thế nên khi mà các bạn tham gia những hoạt động thể thao ngoài trời, như là khi các bạn đi rừng này, các bạn chạy bộ, leo núi hay là kể cả những môn thể thao dưới nước ý, thì có ngã hay va đập cũng không cần phải lo lắng về độ bền của chiếc đồng hồ này. Là một sản phẩm đặc thù nên là mình sẽ giới thiệu cho mọi người những cái tính năng nó nghe là hơi vĩ mô một tí và có thể là các bạn không dùng đến đâu. Tuy nhiên thì đây vẫn sẽ là những tính năng tham khảo nhá, để các bạn biết rằng đồng hồ này nó xịn như thế nào và công nghệ xung quanh chúng ta đã phát triển như thế nào. Chế độ đầu tiên phải kể đến nó liên quan đến lĩnh vực quân sự một tí, đó chính là chế độ tàng hình trên chiếc đồng hồ này. Khi mình bấm cái nút ở đây, đó thì như các bạn thấy, đồng hồ đã biến mất. Và bên cạnh việc làm cho chiếc đồng hồ biến mất như thế này thì nó sẽ giúp cho các bạn che giấu vị trí của những người dùng khi mà cần thiết. Thì nó sẽ phù hợp cho các anh bộ đội này hoặc là lính đặc công ý, muốn che giấu đi vị trí của mình. Nhưng mà mình nghĩ rằng là tính năng này thì nhiều người dùng sẽ không cần dùng đến đâu. Nhưng mà chế độ kill switch thì mình nghĩ rằng là đôi khi chúng ta sẽ phải cần dùng đến đấy. Nghe thì có vẻ bí hiểm nhưng mà các bạn cứ hiểu đơn giản là kill switch sẽ làm cho đồng hồ các bạn xóa sạch tất cả các dữ liệu khi mà nó bị rơi vào tay người khác. Ví dụ như là vị trí này, bản đồ, lịch sử di chuyển của các bạn chẳng hạn. Hoặc là có một tính năng nữa rất hay mà mình thấy rằng nó cũng hữu ích đấy, đó chính là Projected Waypoint. Nó sẽ thiết lập lộ trình từ vị trí người dùng đang đứng và dẫn đường cho người dùng đến đúng cái vị trí mà các bạn đã nhập liệu. Nhắc đến đồng hồ thông minh ngoài trời thì chúng ta sẽ không thể nào không nhắc đến cái tính năng định vị GPS. Ngoài những dịch vụ định vị đơn thuần thì chiếc đồng hồ này còn có thêm tính năng Multi-GNSS, cho phép hiển thị vị trí GPS bằng hai hệ quy chiếu khác nhau. Nói thì cũng rất là khó hiểu, nhưng mà các bạn cứ hiểu đơn giản là bạn đeo một cái cho vợ bạn đeo một cái. Đó, thì các bạn ở đâu, người kia cũng sẽ biết mà thôi. Kể cả là trong những cái nơi tối tăm nhất, ví dụ như là trong một cái hang nào đó chẳng hạn. Nói chung là trang bị tính năng quân sự này đối với người dùng bình thường thì chắc là rất ít khi có cơ hội dùng đến. Còn riêng với những người lính, những người mà đang phục vụ trong môi trường quân đội và cần sự bảo mật cao thì đây là những tính năng vô cùng hữu dụng. Đã nhắc đến đồng hồ Garmin là phải nhắc đến thời lượng pin khủng khiếp của nó. Dùng thoải mái hết cỡ trong chế độ smartwatch thì sẽ được từ 18 cho đến 20 ngày, 66 tiếng khi các bạn bật GPS liên tục. Và thậm chí khi mà các bạn bật chế độ tiết kiệm pin nhá và sạc bằng năng lượng mặt trời thì có thể dùng được 120 ngày. Cái này thì đặc biệt là phù hợp cho những bạn nào mà hay đi picnic hay đi cắm trại, hoặc là bạn nào mà đang có cái dự định đó là phượt vòng quanh thế giới bằng xe máy giống như là anh Trần Đặng Đăng Khoa. Với cái tên của cái đồng hồ này đó là Garmin Tactic Delta Solar, thì nó có từ solar hay là solar ấy, thì nghĩa là các bạn đã hiểu là nó có khả năng sạc pin bằng năng lượng mặt trời rồi đúng không? Phải nói rằng là cái khả năng này là đỉnh của chóp luôn đấy. Bởi vì là mặt kính Power Sapphire sẽ giúp tăng khả năng hấp thụ tia UV của thấu kính và truyền năng lượng này sang bộ pin với một cái khả năng nó tốt hơn. Ngoài ra khi mà chúng ta kết hợp với cái tính năng Power Manager thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta kiểm soát thời lượng pin một cách tốt hơn. Nhiều tính năng chuẩn quân đội là vậy, nhưng mà chiếc Tactic Delta Solar này cũng không hề thiếu đi những cái tính năng hỗ trợ tập thể dục thể thao khác, theo dõi sức khỏe cũng có luôn.
Mình chỉ gói gọn nó trong một chữ thôi, đó là chữ thông minh. Nó hỗ trợ cho chúng ta rất nhiều, kể cả những bài tập ở nhà này, trong thành phố hay là leo núi, ở trong rừng thì đều có cả. Tại nhà thì nó cũng tính được luôn, đó là mình chạy trong nhà bước chân nó là bao nhiêu. Ngoài ra còn có một loạt các bài tập khác mà chúng ta có thể tạo thủ công, như là đạp xe này, bơi lội, leo núi, hoặc thậm chí đó là là thở các bạn ạ. Khoảng 90% những cái tác vụ mà các bạn nghĩ là nó có thể đo được thì cái đồng hồ này đều làm được nhá. Ngoài ra, không thể không nhắc đến những tính năng nổi bật và tính hữu dụng cũng như là chuẩn xác của Garmin, như là công nghệ cảm biến tiên tiến giúp đo nhịp tim chính xác hơn này. Ngoài ra, cái tính năng Pace Pro thì cũng rất là hữu ích cho những bạn nào mà đam mê cái bộ môn chạy bộ, chuyên về chạy bộ. Thì như mình ấy, mỗi ngày mình chạy đâu đó khoảng 5 cây. Đó, thì cái tính năng này cũng rất là hay. Hoặc là chiếc đồng hồ này cũng hoàn toàn có thể trở thành một PT ảo để hướng dẫn cho các động tác tập chuẩn ngay trên cổ tay của bạn. Riêng nói về độ chính xác của đồng hồ Garmin thì chúng ta không cần phải bàn cãi quá nhiều nữa, nó quá chuẩn luôn rồi đấy. Và thậm chí nó còn được coi như là chuẩn mực của những chiếc smartwatch trên thị trường hiện tại, thì các bạn biết là nó như thế nào rồi. Rồi, khen như vậy rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái phần nhược điểm đi nhá. Bởi vì cái gì chẳng có nhược điểm đúng không? Đầu tiên, nhược điểm phải nói đó là nó có rất nhiều tính năng lạ, và so với những người mà mới dùng đồng hồ Garmin ý, thì gần như là họ sẽ không quen. Ngay từ cái phần không có cảm ứng này, mặt đồng hồ không hề có cảm ứng bởi vì kính sapphire nó quá dày, không nhét cảm ứng được vào. Thì mình đã thấy là nó hơi bất tiện. Và mình đã phải dùng mất đâu đó khoảng 2 ngày thì mình bắt đầu quen với những cái nút trên này. Trên đồng hồ thì có 5 nút nha, cho các bạn điều chỉnh các thứ. Tiếp theo là về ngoại hình cũng như là trọng lượng của chiếc đồng hồ này. Thì nó nặng đâu đó khoảng 97g. Và các bạn nhìn này, mặt đồng hồ nó rất to. Và những người nào mà cổ tay bé như mình ấy, đeo thì nó sẽ không đẹp một tí nào cả. Mình nghĩ là phải những anh nào mà tập gym hoặc là to như kiểu The Rock ấy, đeo thì nó mới đầm đầm, nó mới đẹp được. Nhưng mà đó là một cái điểm đặc trưng cũng như là một cái điểm khác biệt của Garmin so với những đồng hồ trên thị trường hiện tại. Kết luận lại trong video ngày hôm nay thì Garmin Tactic Delta Solar thực sự là một cái đồng hồ quá đặc biệt. Nó đặc biệt từ tính năng cho đến thiết kế. Và nó được tạo ra dành cho những người nào mà làm lính này, làm những nhiệm vụ đặc biệt. Mình nghĩ rằng là với những ai mà dành nhiều thời gian cho bản thân và muốn tập thể dục thể thao và tham gia nhiều hoạt động ngoài trời thì đây là một người bạn rất là đáng tin cậy. Và các bạn thấy sao với chiếc đồng hồ này, với mức giá của nó lên đến khoảng hơn 27 triệu đồng thì nó có xứng đáng để cho các bạn mang về và sở hữu hay không? Thì hãy để lại ý kiến cho chúng mình biết bằng cách comment xuống phía bên dưới. Và các bạn đừng quên đó là hãy like, share và subscribe Vật Vờ Studio, vì sắp tới vẫn còn rất nhiều những đồ công nghệ hay ho nữa và mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Còn bây giờ thì kèn kêu rồi các bạn, mình đi chuẩn bị đi đây. Đi ăn trưa và đói quá.